Nhà cấp 4 vị trí 3 mặt tiền đẹp nhất khu vực. Đây, quay cho các bác xem nha. Ngôi nhà cấp 4, diện tích là 1.000m2. Được cái là sướng nhất là rất là mát mẻ, không khí trong lành, cách cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng 7 km. Xây tường bao đầy đủ ha. Đây em ra ngoài em quay cho các anh chị xem nha. 3 mặt tiền mà phía sau bên hông nhà đi xuống một đoạn 100m thì họ đang xây những cái view suối, biệt thự vườn trông rất là dễ thương. Cây rất là to các bác ạ, rất là mát, đường 8m nha. Đó, phía dưới là họ đang xây xa xa và tay em đang nhớ. Chỉ là họ đang xây cái view, những cái khu vực resort nghỉ dưỡng đấy. Đường 8m nha các anh chị. Điện lưới quốc gia đầy đủ. Giá bán rất là mỏng mỏng cho anh chị đầu tư luôn. Mỗi cái một vị trí cực đẹp. Mặt tiền là 25 sâu 48. Nhưng mà em nói lại là 3 mặt tiền nha anh chị. Ở phía dưới có đường 8m nữa đấy. Các anh chị mà muốn sau này mà có cho con cái chia ra thì nó rất là đầy đủ tiện ích tứ hướng ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh Bất Động Sản Vùng Ven Sân Bay Long Thành. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em 0982 687 6668. Xin chân thành cảm ơn.